Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Top 3 con giáp phát tài cuối tháng 8 năm 2019 dương lịch, dễ trở thành tỷ phú sau một đêm. Những người làm kinh doanh lúc nào cũng mong muốn mình muôn bày bán đắt, mọi việc thuận lợi. Bạn có biết vào thời điểm cuối tháng 8 năm 2019 dương lịch này, vì rất nhiều nhân tố tác động mà top 3 con giáp dưới đây rất dễ trở thành triệu phú ngay sau một đêm hay không? Hãy cùng Lịch Nghề Tốt tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé! Tuổi Mão. Người tuổi Mão có tính cách hiền lành, lương thiện, rất dễ tin người nên trong khoảng thời gian nửa đầu tháng 8, họ không gặp được nhiều may mắn cho lắm, thậm chí còn vướng phải rắc rối, xui xẻo do những kẻ có ý đồ xấu mang lại. Điều này khiến cho bản mệnh cảm thấy khá mệt mỏi và stress. Tuy nhiên, nhờ bản tính kiên cường, không chịu lùi bước nên trong khoảng thời gian tới đây, bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Nửa cuối tháng 8 dương lịch, con giáp này rất có khả năng trở thành triệu phú ngay trong một đêm. Những khoản đầu tư đáng giá xuất hiện ngay trước mắt, lợi nhuận sẽ không ngừng rót vào túi bạn. Cuối cùng bạn sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc, đúng như ý muốn. Những người làm công ăn lương bình thường dù không có thể kiếm được lời lãi gì, thế nhưng bạn cũng có thể nhận được một khoản thưởng của công ty như đã cố gắng trong suốt thời gian qua. Con giáp phát tài cuối tháng 8 năm 2019 dương lịch này sẽ thấy cuộc sống trở nên vô cùng thuận lợi. Tiểu nhân tránh xa, quý nhân bầu bạn. Dưới sự trợ giúp của quý nhân, cả sự nghiệp và cuộc sống của bạn đều có những khởi sắc đáng kể. Tuổi Thìn. Từ trước đến nay, người tuổi Thìn luôn có tính cách rất mạnh mẽ. Bản mệnh chẳng bao giờ sợ ai, cũng chẳng bao giờ ngại ngần khi đối diện với thử thách. Thậm chí, hoàn cảnh càng khó khăn lại càng khiến bản mệnh thấy hăng hái, sôi sục ý chí chiến đấu gấp bội. Nhờ có tính cách này mà những người làm kinh doanh, đầu tư chẳng bao giờ ngại dấn thân vào những mối đầu tư mạo hiểm. Nhưng như vậy không có nghĩa là bản mệnh là một người mù quáng, làm việc lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích. Ngược lại, người tuổi này cũng có tính cách rất cẩn thận, nhìn xa trông rộng để phát hiện ra đâu là những mối đầu tư hữu ích, mình nên cố gắng hết sức mình. Vì thế, theo tử vi 12 con giáp, trong thời điểm cuối tháng 8 dương lịch này, bản mệnh rất có thể sẽ nhận được lợi nhuận do những mối đầu tư chính xác từ trước đó mang lại. Khoản lợi nhuận này khả quan đến mức bản mệnh có thể hoàn toàn trở thành tỷ phú trong một đêm. Tài sản mà bạn đang sở hữu chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người đứng ngoài vô cùng ghen tị. Thêm vào đó, con giáp phát tài cuối tháng 8 năm 2019 dương lịch này không phải là người ngủ quên trên chiến thắng. Bạn chắc chắn có thể dùng khoản tiền vừa có được này tiếp tục vào đầu tư vào lĩnh vực khác. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ lúc nào cũng có trạng thái tinh thần vô cùng lạc quan và tích cực. Cho dù phải đối diện với vấn đề hóc búa đến thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đầu hàng. Theo tử vi, chính nhờ bản tính kiên định này mà bạn thường nhận được sự quý mến và tôn trọng của rất nhiều người xung quanh. Những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh cũng rất có tầm nhìn xa trông rộng, chẳng mấy khi đưa ra những quyết định sai lầm mà luôn chú ý lắng nghe, tham khảo ý kiến của người khác. Trong thời điểm cuối tháng 8 dương lịch này, bạn rất dễ có cơ hội gặp được quý nhân của mình. Nhờ có sự chỉ điểm của quý nhân, hẳn bạn sẽ được tiếp xúc những mối đầu tư rất có giá trị và sẽ nhanh chóng gặt hái được thành quả. Trở thành con giáp phát tài cuối tháng 8 năm 2019 dương lịch, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công, tài lộc tới tay, thoải mái chi tiêu, không còn phải lo nhiều chuyện thiếu tiền nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Nghề Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.